Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đảng trong cuộc sống, chuyên đề công tác dân vận của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình trên các lĩnh vực, góp phần tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo, cải tạo tập quán lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết những vướng mắc, vấn đề liên quan đến quyền lợi ích chính đáng của người dân. Đây sẽ là những nội dung chính được chúng tôi đề cập đến trong chuyên đề kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, đẩy mạnh phong trào dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới được xã Thống Nhất thành phố Lào Cai thực hiện với nhiều cách làm hay, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân, góp phần phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội để bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình ông Chảo Quầy Chẳn, thôn Bản Cam 1, được phường Lào Cai hỗ trợ 30 triệu đồng làm nhà đại đoàn kết. Ngôi nhà được hoàn thành còn nhờ sự giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt thành bằng vật liệu, ngày công lao động của anh em hàng xóm và các ban ngành, đoàn thể địa phương. Nhà nghèo lắm, chẳng có tiền làm nhà. Được hỗ trợ 30 triệu đồng thì cũng không có nguồn đối ứng. May mắn được mọi người giúp đỡ, giờ có cái nhà kiên cố ở rồi thì vui mừng lắm. Cũng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Bản Cam 1, gia đình chị Lý Thị Phượng được Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai hỗ trợ 30 triệu đồng để xóa nhà tạm. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh quá khó khăn nên gia đình không có nguồn đối ứng để làm nhà. Để khắc phục khó khăn này, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên vận, động viên tinh thần gia đình, thì chính quyền địa phương cũng đã kêu gọi thêm nguồn lực, tranh thủ sự ủng hộ về ngày công lao động của người dân địa phương để giúp đỡ gia đình chị Phượng hoàn thiện ngôi nhà trước thềm năm mới 2022. Xã huy động được Phòng Giáo dục thành phố hỗ trợ gia đình 30 triệu đồng xóa nhà tạm thì cũng mừng lắm. Nhưng gia đình cũng khó khăn quá, không biết làm nhà thế nào. Cán bộ đến tuyên truyền vận động nhiều lần thì cũng hiểu là nhà ở rột nát rồi, có nguy cơ sạt lở, nguy hiểm, cho nên cũng quyết tâm vay mượn để làm cái nhà này. Giờ thì vui rồi, phấn khởi rồi, cố gắng làm ăn để trả nợ thôi. Cùng với nguồn lực của nhà nước, dân vận khéo để huy động, xã hội hóa nguồn lực xây dựng 42 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo là kết quả nổi bật của xã Thống Nhất trong năm 2020 và 2021. Được đảm bảo về chỗ ở là điều kiện quan trọng giúp người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Các hộ gia đình thì cũng khó khăn, không có cái tiền để đối ứng thì đối với mặt trận các đoàn thể cũng xuống để vận động gia đình. Cùng với sự giúp đỡ của các cơ quan ban ngành của thành phố cũng như xã thì giúp đỡ các đơn vị hỗ trợ giúp đỡ thì có chương trình là 30 triệu đối với các hộ làm nhà đại đoàn kết. Thì còn đối với xã thì vận động dân quân cũng như đoàn thanh niên, các tổ chức chính trị xã hội của xã là giúp đỡ về ngày công, và ở thôn thì vận động nhân dân trong thôn thì giúp đỡ về cái ngày công để cùng giúp gia đình để xây dựng được một cái nhà đoàn kết trên địa bàn xã. Xã Thống Nhất hiện tại chỉ còn 3 thôn đặc biệt khó khăn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, nhiều mô hình dân vận khéo trong phát triển kinh tế cũng đã được hình thành và mang lại những tín hiệu khả quan. Ngoài đưa thêm các giống cây trồng mới vào canh tác như dứa mật, cam canh, quế, măng bói, thì người dân xã Thống Nhất cũng đã khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương và nâng cao thu nhập cho bà con nông dân bằng việc duy trì và phát triển vùng sản xuất rau quả an toàn với diện tích gần 7 hecta. Các mô hình chăn nuôi gia súc gia cầm theo hướng trang trại gia trại, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Nhân dân thì cũng có cái đường đến trung tâm thôn thì cũng vận động nhân dân, thì một số thì cũng biết là chăn nuôi, chuyển đổi các cái trồng một số cây lâu năm địa hình ở trong cái khu vực thôn Bản Cam, nó chỉ là đồi đá là chăn nuôi dê nó phù hợp đấy, đang vận động nhân dân là chăn nuôi dê. Còn về cây trồng thì thiếu giờ vận động nhân dân là trồng cây quế và một số
các loại cây cây thông đang dự tính là dự án vào trồng 1-2 ha để thử nghiệm để cho nhân dân trồng. Tuyên truyền cố gắng đến tận nơi từng hộ thì tuyên truyền từng hộ từng người thì cũng có một số trong mấy năm nay thì nhân dân cũng có ý thức hơn để cũng chấp hành tốt cái đường lối của Đảng và cũng nghe theo cái lời tuyên truyền thì cũng làm theo, một số dân thì cũng khấm khá hơn một chút. Năm 2020, nếu sau sáp nhập thành lập xã mới thống nhất có 7 thôn đặc biệt khó khăn thì đến cuối năm 2021, địa phương chỉ còn 3 thôn thuộc diện khó khăn. Đường xá đi lại thuận tiện, cơ sở hạ tầng được cải tạo, nâng cấp, phát triển. Nhà ở khang trang hiện đại, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Kết quả này là những minh chứng rõ nét khi đẩy mạnh phong trào dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới. Phát động về phong trào thi đua về xây dựng nông thôn mới đến tất cả các thôn, nhân dân các thôn phát huy về huy động cả các nguồn lực để hỗ trợ cho các thôn đấy để thực hiện một các tiêu chí về môi trường, hướng dẫn về các hộ nhân dân đảm bảo vệ sinh môi trường, chăn nuôi và phát triển kinh tế, và nhân dân phải chủ động trong cái việc tham gia về xây dựng nông thôn mới tại địa bàn của thôn mình. Kết thúc năm 2021, qua thẩm định của cơ quan chức năng, xã Thống Nhất thành phố Lào Cai cơ bản đủ điều kiện hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Đây là tin vui để cấp ủy chính quyền và nhân dân xã Thống Nhất tự tin bắt tay vào giai đoạn mới, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, đến nay toàn tỉnh có gần 7.000 mô hình dân vận khéo, trong đó xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trở thành hạt nhân để đoàn kết nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào cuộc vận động thi đua yêu nước. Và anh Cư Xeo Mười, người dân tộc Mông, trưởng thôn Ải Nam, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng là một trong những điển hình như thế. Được nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn từ năm 2016, anh Cư Xeo Mười luôn phát huy vai trò trách nhiệm cùng tài dân vận khéo để vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập, xây dựng đường điện thắp sáng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc. Thực hiện được 2,5 km đường điện thắp sáng nối liền thôn bản là kết quả nổi bật của trưởng thôn Cư Xeo Mười trong công tác vận động quần chúng. Với đặc thù là thôn vùng cao, 100% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Để nhận được sự đồng thuận tham gia thực hiện của nhân dân, vai trò của người đứng đầu, đảng viên quần chúng ưu tú được nêu gương trong việc thực hiện công tác tuyên truyền vận động. Cái mức đóng góp chung là 300.000 trên một hộ. Thì ngoài cái đóng góp đó thì các đồng chí trong chi bộ cũng như là ban ngành thôn thì cũng sẽ ủng hộ từ 500-700 hoặc là 1 triệu gì đó trong một đồng chí. Thì từ đó thì bà con cũng nhất trí và ủng hộ. Nhận được sự ủng hộ, tham gia đóng góp nhiệt tình của nhân dân, chỉ sau một tuần, trưởng thôn Cư Xeo Mười đã huy động được gần 100 triệu đồng để hoàn thiện đường điện thắp sáng trên địa bàn thôn. Có điện chiếu sáng, người dân phấn khởi khi giao thông đi lại thuận tiện, tình hình an ninh trật tự trong thôn được đảm bảo. Trưởng thôn đến tuyên truyền vận động thì tôi cũng hiểu được lợi ích khi có điện thắp sáng nên cũng nhất trí đóng góp 300.000 đồng để làm đường điện. Có đường điện chiếu sáng rồi thì phấn khởi lắm, đi lại thuận tiện hơn vào buổi tối. Sáng các con cháu đi chợ sớm cũng không lo nữa. Không chỉ tích cực trong hoạt động xã hội, tại địa phương, trưởng thôn Cư Xeo Mười còn là điển hình làm kinh tế giỏi. Để nói cho dân hiểu, làm cho dân tin, anh Cư Xeo Mười đã tiên phong trồng 1,3 hectare cây chè chất lượng cao Bát Tiên. Trung bình mỗi tháng, gia đình anh Mười thu về 25-30 triệu đồng từ bán lá chè tươi. Kinh tế phát triển, trưởng thôn Cư Xeo Mười tích cực tuyên vận, hỗ trợ nhân dân về giống, kỹ thuật để nhân rộng phát triển mô hình, nâng cao thu nhập. Đồng chí Cư Xeo Mười cũng luôn là một trong những cái trưởng thôn mà có năng lực công tác cũng như là cái kỹ năng để tuyên truyền vận động để nhân dân áp dụng các cái biện pháp kỹ thuật vào chăm sóc cây chè có hiệu quả, mang lại cái giá trị kinh tế rất là lớn cho người dân, đặc biệt là đối với nhân dân thôn Hải Nam. Thì nhân dân cũng có cái sự thi đua tích cực trong cái việc chăm sóc để nâng cao được cái sản lượng và chất lượng của cây chè. Theo chuẩn nghèo cũ, năm 2020,
toàn thôn Ải Nam còn gần 55% hộ nghèo, thì kết thúc năm 2021, số hộ nghèo đã giảm được 10%. Nhân dân tích cực bài trừ hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Kết quả này ghi nhận những đóng góp không nhỏ của trưởng thôn Cư Xeo 10 khi làm tốt công tác dân vận trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cấp các ngành, các đoàn thể, cơ quan đơn vị đã và đang vào cuộc thực hiện công tác dân vận một cách đồng bộ, chặt chẽ, quyết liệt, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Cũng thông qua các hoạt động dân vận, những tâm tư nguyện vọng của nhân dân được nắm bắt kịp thời, làm cơ sở để Đảng và Nhà nước hoàn thiện các chủ trương, chính sách phục vụ lợi ích của nhân dân ngày càng tốt hơn. Sau 4 ngày triển khai hoạt động dân vận, 835 mét đường giao thông nông thôn thuộc các thôn A Lù 1, A Lù 2, xã A Lù huyện Bát Sát đã được đổ bê tông. Kết quả này không chỉ là niềm vui mừng của nhân dân mà còn mang đến cho những lực lượng tham gia chương trình nhiều giá trị tinh thần ý nghĩa. Đây là một hoạt động thực tiễn để cán bộ chiến sĩ của trung đoàn nâng cao hiểu biết cũng như là quá trình thực hiện cái nhiệm vụ làm công tác dân vận, và đây cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ làm đẹp hơn phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tô thắm tình quân dân cả nước. Là một tỉnh biên giới, mặc dù những năm gần đây có những bước phát triển mạnh mẽ, tuy nhiên Lào Cai vẫn còn có tới trên 600 thôn bản thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Chính vì vậy, các hoạt động dân vận hướng về cơ sở được tổ chức một cách linh hoạt, hiệu quả, thông qua các mô hình dân vận khéo trong tất cả các lĩnh vực, các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội đã phối hợp tổ chức thực hiện tốt các hoạt động công tác dân vận, giúp nhân dân, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh. Chúng tôi sẽ hỗ trợ làm nhà, mái ấm công đoàn, hỗ trợ làm nhà cho gia đình khó khăn, các học sinh mà nghèo vượt khó để động viên các cháu, hỗ trợ các cái vật tư cho các nhà văn hóa để góp phần cho các nhà văn hóa của các thôn của xã A Lù hoạt động và đem lại hiệu quả thiết thực. Từ năm 2019 đến nay, các lực lượng quân sự, biên phòng, tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội đã phối hợp tổ chức lực lượng tham gia hàng nghìn ngày công, giúp đỡ địa phương đường bê tông, xây 60 nhà vệ sinh, xây mới 4 nhà văn hóa, làm mới, xóa 85 nhà tạm, nhà rột nát, giúp các địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành một số tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Các sở, ban ngành, các cơ quan tư pháp, lực lượng vũ trang, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cũng đã xây dựng thành công trên 6.000 điển hình mô hình dân vận khéo. Trong thời gian tới thì Ban dân vận sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành trong khối, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để thực hiện tốt việc nắm toàn diện các vấn đề tình hình nhân dân ở cơ sở, để tham mưu cho cấp ủy, các cấp chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, để người dân không có vấn đề gì khúc mắc nữa. Và như vậy thì tất cả mọi việc đều có thể thông suốt. Việc tăng cường công tác phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Lào Cai đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng gắn với phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các cuộc vận động của các cấp, các ngành. Qua đó góp phần tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Đảng trong cuộc sống, chuyên đề công tác dân vận của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai tới đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.